xin chào anh khách ở Hà Nội, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test âm ly Sony TA1150 trước khi giao hàng cho anh. Đây, đầu tiên mình sẽ test về từng hệ thống loa. Đầu tiên là hệ thống loa A. Đây, và bây giờ thì mình sẽ test luôn về hệ thống ở giá B. Đây mà anh. Còn những gì ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Bắt gặp rất là chắc nè. Lời đâu ta vẫn vào tim nhau trong mê biết nói sao. Đây, hai cặp loa của cùng nhau nghe và hai cặp loa của Jibel. Đây, giờ mình sẽ mở nó hát cùng lúc và hai cặp loa. Từ khi vào lĩnh rồi lành xa hồi ngày nào còn câu răng dối, tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn bát tôi đọc nghe nó mặn hơn. Ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Đây, nói chung mọi chức năng thì Nhật test rất là kỹ, đều hoạt động hoàn hảo. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp và giao hàng cho anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều.